từ 60 mấy ký mà bây giờ Ngân còn 45 ký. Các bạn hỏi Ngân là có tập gym hay không thì Ngân không có. Các bạn, Ngân chỉ chạy bộ ở nhà, mà bây giờ Ngân mới chạy thôi nha, chứ hồi xưa Ngân cũng không có chạy nữa. Hồi xưa là Ngân mập, bắt đầu Ngân uống giảm cân để tóc chanh nha các bạn. Ngân dùng để tóc chanh một thời gian, Ngân giảm được 10 mấy ký đó. Thì khi bây giờ Ngân đã hài lòng với số ký của Ngân rồi, bây giờ bắt đầu Ngân mới chuyển qua cái bộ môn là Ngân thể dục để Ngân giữ số ký đó các bạn. Các bạn hỏi Ngân uống được tóc chanh của Ngân khi mà ốm rồi có bị lên ký hay không, thì các bạn nhìn đi, Ngân ốm biết bao lâu rồi mọi người, mấy năm rồi đâu có bị lên ký nữa. Quan trọng là vấn đề là các bạn giữ ký sao, cái vấn đề là các bạn giảm cân thành công là mình có chế độ ăn hợp lý và vận động. 36 phút tập xong mà hơi đẫm điện này á. Ngày xưa nha, lúc Ngân mập á mọi người, thì Ngân không có dùng tập thể dục đâu, Ngân chỉ dùng cái giảm cân thôi cho sức khỏe. Ngày xưa uống em này cũng thôi, em này thì cho bụng em đè đồng thân. Trước lúc Ngân mập á là Ngân không có thể dục như thế này đâu mọi người, có nghĩa là chỉ uống giảm cân, thời điểm đó uống giảm cân xuống được 10 mấy ký. Còn bây giờ thì giảm cân uống ít lại rồi, chuyển qua thể dục để giữ dáng cũng như là tốt cho sức khỏe. Và khách hàng nhà Ngân, nếu mà bạn nào đang dùng được tóc chanh nhà Ngân á, muốn mà giảm ký nhanh hoặc là duy trì số ký á, thì á, ngoài việc các bạn uống giảm cân thì các bạn còn kết hợp thêm vận động nhẹ một ngày nha mọi người. Sau khi mà Ngân vận động xong thì Ngân sẽ ra ngoài hóng gió tầm 30 phút cho nó khô hết mồ hôi thì bắt đầu mình mới tắm nha. Tìm được dòng giảm cân an toàn và kết hợp vận động nữa thì dốc dáng của mình lúc nào cũng y nhon nha.